Kính chào quý khách, đây là tư liệu của động cơ điện PAMA GL 3 pha chuyên xuất khẩu châu Âu của công ty Minh Motor. Động cơ này có ưu điểm là hộp cực có thể nằm bên trên, bên trái hoặc bên phải, thuận tiện cho việc lắp đặt. Với động cơ 90kW, 125 ngựa, 125 HP, tốc độ 720 vòng phút, có mã hàng là 315L. Ở đây tâm đế ngang trục ký hiệu là A bằng 508mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm đỗ này tới vị trí tâm đỗ này. Tâm đế dọc trục ký hiệu là B bằng 508mm, chính là khoảng cách từ vị trí tâm đỗ này tới vị trí tâm đỗ này. Đường kính trục D bằng 80mm. Đường kính ngoài mặt bích P bằng 660mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào mà quý vị muốn, ví dụ như số lỗ trên mặt bích bằng 8 hay tổng chiều dài thân bằng 1325mm. Đây chính là tổng chiều dài thân. Xin cảm ơn quý khách.